Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Huỳnh Bá Học, em năm nay 31 tuổi, quê em ở Bình Định. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, học làm gì? Dạ, em hiện tại đang làm khách hàng kiểm phẩm cho chất lượng giày, thành phẩm trước khi xuất. Rồi, nhà gái nghe chưa? Nhà gái nghe rồi ạ, nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan, bạn nam bên kia. Em tên là Lê Thị Hồng Gấm, sinh năm 1997, đến từ Long An. Long An ở huyện nào cưng? Dạ, ở huyện Đức Huệ à. Trời ơi, sao có anh chị Ngọc Lan? Trời ơi, đồng hương rất vui. Lâu lắm tôi mới thấy một cô gái Long An ngồi ở đây. Rồi, em làm công việc gì? Dạ, công việc của em là cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm thì trước hết là em, cái ưu điểm mà em thấy tự hào về bản thân nhất đó là em là người làm việc rất là chăm chỉ. Em có thể làm việc từ sáng cho đến khuya. Ngoài công việc chính ra thì em tối em còn các cái công việc làm thêm nữa. Em làm freelancer, em có thể dạy online. Thì ngoài ra nếu có thời gian rảnh thì em làm bên phối cảnh công trình. Nhiều vậy đó hả? Dạ, em là con người rất là yêu công việc. Nhưng mà đến lúc cũng là một cái khuyết điểm của em nữa. Thứ hai nữa là em là con người rất là chân thật, thẳng thắn. Em rất là minh bạch và rất là rõ ràng mọi vấn đề. Còn có tật xấu gì không? Em cũng không giỏi giao tiếp cho lắm, nhất là với các bạn nữ. Cái nguyên nhân vậy cho nên là nhiều khi con người em rất là khô cứng, hơi nguyên tắc xíu á. Rồi mình tới khuyết điểm, ưu điểm của nhà gái nào? Dạ, ưu điểm của em là em có thể làm việc nhà, quan tâm đến người khác. Dạ, khuyết điểm là hay nóng tính. Nóng như thế nào? Dạ, nóng tính nhưng mà dễ nguội lắm. Nóng quá thì em làm gì? Ngồi đó suy nghĩ lại. Cái gương mặt này tôi thấy không có nóng rồi đó. Nóng nộ. Con gái Long An đó, tức là họ có thể ào ào, họ nói chuyện rất to nha. Họ ào 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 nhưng mà cái bụng không có cái gì hết trơn. Có không? Chính cái bụng có gì không? Cái bụng không có cái gì hết trơn, thiệt. Thiệt không? Thiệt, sáng giờ chỉ có tô mì quảng thôi chứ không có gì hết. Em có mấy mối tình rồi? Cái hồ sơ tình ái của em rất là sơ sài cho nên là em chả biết kể như thế nào hết. Lúc nhỏ thì cha mẹ, gia đình người ta nuôi cho ăn học. Rồi công việc nó lu bu, rồi nó bận suốt này, em cũng chả có thời gian để yêu đương hết trơn trọi. Rồi cái sau này tới tuổi 29, 30 gì đó thì gia đình người ta hối. Rồi em, hồi đó em cũng có quen được một bạn 2015 mà, bạn đã sinh năm 96. Quen mấy năm? Quen thì tính thức là em nghĩ là 2. Trời ơi. Thành của cổ gì đây? Dạ đúng rồi, đây là người bạn, đây là người yêu. Dạ, còn đây là người em ngưỡng mộ. Người cái yêu cũ. Cái có gì đem vậy? Đây cho coi cái người gì? Yêu cho cũ. Coi vậy? Đâu có đâu. Vậy? Trời đất ơi, rồi ai nữa? Ca sĩ Quỳnh Trang. Này ai đây? Trời ơi, sao mà con gái đẹp như vậy? À, cái bạn này thì em tìm trên mạng thôi. Trời ơi, anh này cũng lãng tử lắm nè. Em ước có một lần em gặp bạn đó rồi. Nhìn bạn nó rất là hoàn hảo, rất là thùy mỹ, rất là hoàn hảo trong mắt em. Rồi, Quỳnh Trang, em thích ca sĩ nào, nghệ sĩ nào? Dạ, chú Quỳnh Linh đó. Chú Quỳnh Linh đó. Chú Quỳnh Linh đó hả? Ai? Còn ai vô đây nữa? Quỳnh Liên. Quỳnh Liên. Bên đây là Quỳnh Trang, đây là Quỳnh Liên. Quỳnh Liên là Quyền Linh. Mỗi người có quyền có thần tượng của họ ha. Còn em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ 7 năm ạ. Sao chia tay vậy em gái? Dạ tại vì thấy anh bạn nam không còn thời gian dành cho em nhiều nữa. Cái này không được rồi. Cái này là vô tâm nè, đúng không? Dạ đúng. Bỏ. Mối tình thứ hai? Dạ không, đó là em mới nói là mối tình thứ hai. Ủa vậy hả? Còn mối tình thứ nhất? Dạ mối tình thứ nhất là quen năm cấp 3 và lúc em lên đại học thì... Sao chia tay? Dạ tại chắc là khoảng cách á. Em đi học đại học rồi bạn ấy ở dưới quê. Quê đâu? Dạ em đi học ở Sài Gòn mà bạn ấy ở Long An. Trời ơi. Ở Long An, Sài Gòn có 30 cây số. Bên mà khoảng cách cái gì? Cái đó là do chưa yêu nhau lắm thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh và chị của em. Dạ thì lời đầu tiên em xin gửi lời chào và lời chúc đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn Nam và khán giả chương trình. Thì em là chị gái của Hồng Gấm. Qua quan sát bạn Nam thì chị thấy là bạn Nam cũng là chân thật, cũng tràn đầy năng lượng. Hai em có thể tạo điều kiện có cơ hội gặp gỡ làm bạn do hai em tự quyết định để
có thêm một người bạn tiến xa hơn. Rồi. Rồi, nhà trai đi với ai cơ? Dạ, em đi với bạn học hồi học ở Nha Trang. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Chào gia đình nhà gái. Em học, có thời gian học với học ở Nha Trang cũng được 3 năm. Và sau đó quá trình đi làm thì cũng tiếp xúc và hay nói chuyện. Thì cảm thấy học là một người rất là chân thành, rất là nhiệt tình. Nếu mà mẫu người của học thì chắc có vẻ đây là đúng cái mẫu người của học mà em cảm thấy trước giờ cái hình mẫu mà bạn thích, cũng như là bạn bè hay trao đổi nói chuyện thì có vẻ đây là người rất là hợp với bạn học, kiểu thùy mị, dịu dàng, kiểu nết na và hướng về gia đình nhiều, thì em nghĩ đây là một đối tượng rất là phù hợp với bạn học. Rồi, thôi, mình mở rào. Mở rào. Tấn công đi em. Nè. Học ơi. À, em có quà gì lấy cho bạn gái coi luôn. Quà gì mở ra. À, vậy. Trời ơi. Ngồi đây gắm lọ lem là phải thử hài của hoàng tử để cho vua cha nào. Với lại hoàng thử đi, thử thử coi mình mang cho bạn gái. Đúng rồi. Sai sai tiêu chuẩn em là gì? Dạ tầm 37-38. À, sao được 37 nè? Nè, bỏ ra dài vô đây. Để em... Đây là giày em hay kiểm phẩm nè. Giày em hay... Rồi em kiểm đúng không? Rồi em để qua anh kia. Tặng chị Lan luôn đi. Tặng chị Lan luôn đi. Thôi đứng lên coi. Mang đi thử. Dạ. Vừa chân không? Dạ. Một chiếc vừa, một chiếc hơi chật ạ. À. Vậy là fitting nó ok. Dạ bên trái hơi chật ạ. Bên thường gót à? Hậu anh. Có quên bỏ giấy gì đâu không? Đâu có đâu. Đúng rồi, đúng sai rồi. Hợp á. Bánh thủ tục ta nó đầy đủ cái đó. Phần lễ trước rồi tới bà má trước đi. Trời ơi cảm ơn em. Mời trước đi anh. Trời ơi tội nghiệp không. Em mời anh. Tụi ta em làm hả? Dạ đúng rồi. Ăn đi. Ăn để cảm giác. Nhưng mà run quá. Ăn mà sao run quá vậy? Anh là người con thứ mấy trong gia đình? Anh là người con thứ, tính là thứ năm. Sau khi mà anh cưới vợ thì gia đình có muốn là bắt phải làm dâu hay như thế nào? Bởi vì mục tiêu của anh là anh lập nghiệp và định cư trong Nam này rồi, cho nên là về làm dâu thì anh không có được yêu cầu, và thực ra mẹ anh cũng không có yêu cầu. Em muốn hỏi anh là ví dụ như sau khi mình tìm hiểu cảm thấy hợp nhau thì thời gian mà tiến tới hôn nhân là bao lâu? Thời anh nghĩ là sang năm. Rồi sau này mà sau khi kết hôn về thì tài chính trong gia đình thì ai sẽ là người quản lý ạ? Dĩ nhiên là vợ rồi. Dạ em không sẽ không quản lý. Vậy là người nào nó giữ đi. Cái gì vậy? Không có quản lý em không giữ tiền hả? Rút lại ý kiến đi. Rút lại ý kiến đi. Em muốn nó có cái gì đó là chung với nhau, giống như là có cái quỹ chung, giống như là tiền lương về hai đứa sẽ gộp chung lại rồi tiêu xài cái gì đó thì sẽ chia nhau ra, chứ không có... Không có giữ hả? Không. Chưa thấy người phụ nữ nào tốt như em hết. Bây giờ nào, dạ. Bước tới. Nắm tay nhau nào. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Cảm xúc thế nào với người đối diện em trai? Em thấy là bạn khá là... dịu dàng, nữ tính. Cũng dễ thương. Em thấy cảm thấy như thế nào? Gương mặt của anh thì nhìn thấy có cảm mến. Thôi được rồi, nhìn thẳng nhau 30 giây nào để đưa ra quyết định chính xác. Để xem đôi mắt ấy như thế nào. Nó có vương vấn gì với chúng ta hay không? Để xem đôi mắt ấy nó có hợp nhãn với mình hay không? Dạ. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định của mình. Và phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình, trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Chị Lan sẽ đếm nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Dạ. Lý do tại sao em không bấm em gái? Dạ bởi vì khi mà đến đây để hẹn hò gặp gỡ với em mà giống như là còn mang hình ảnh của bạn gái thì em nghĩ là
Em không thích ạ. Còn em, tại sao là không bấm nút? Em nói thật là em không có thích bạn nữ xăm mình. Bạn có xăm đâu? Có xăm ở tay. Em thấy hả? Dạ. Dạ em thấy ạ. Một cái xăm rất nhỏ, rất dễ thương, không vấn đề gì cả. Nói chung em không thích, đó là quyền của em thôi. Dạ. Nhưng theo anh á, là cái chuyện đó quá nhỏ. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa manh ghép đó ha. Chào chị. Vâng, vâng, vâng. Dạ vâng. Tôi tên là Trần Trọng Hiến. Sinh năm 1976. Tôi là một công nhân bưu điện. Thì hồi trước đi công việc của tôi thì hồi trước là tôi làm về vẽ áo dài, thiết kế vẽ áo dài. Tôi làm cũng được 15, 16 năm thì công việc nó không được ổn định. Thế là tôi vẫn phải trụ lại và nuôi mấy bạn làm chung với mình. Thì sau khi trụ 2 năm thì coi như là không còn trụ nổi nữa thì tôi với đành phải bỏ. Thì bắt đầu thất nghiệp thêm thời gian. Trong thời gian đó thì tôi cũng, thời gian mà tôi làm vẽ áo dài thì tôi có gia đình, có bạn thích rồi lập gia đình xong rồi có được hai con. Một trai, một gái. Trai thì em bé gái thì hiện tại đã mất rồi. Còn bé trai thì hôm nay là học lớp 10. Bé gái thì cũng mất năm lớp 10 luôn. Nói chung là bé gái học giỏi lắm. Học 10 năm là được 10 cái bằng khen luôn. Dạ. Sau thời gian làm thì công việc nó suy sụp thì sẽ có nhiều cái dẫn tới là chúng tôi chia tay. Sau rồi chia tay thì tôi phải lao động để mà, sau đó là đi dị, tôi phải lao động để kiếm tiền để trợ cấp cho hai con. Thì tôi đi vô làm công nhân, nói chung là làm tùm lum thứ việc hết, làm tất cả mọi thứ để mà kiếm tiền. Rồi sau cùng là tôi theo cái bưu điện, tôi làm được 5 năm rồi. Thì hiện tại thì cũng độc thân, chưa có ai. Trong thời gian mà tôi làm bên ngoài thì tôi cũng có quen một bạn. Tôi quen bạn này là bạn nhỏ hơn tôi 14 tuổi. Thì cũng quen được 8 năm. Thế rồi cũng bạn ấy bây giờ là đi nước ngoài. Bây giờ là chia tay với tôi và đi nước ngoài. Rồi tại vì bạn ấy muốn là phải như là tính của bạn đó là phải thích tự lập, phải thích đi kiếm tiền để mua được một căn nhà rồi mới về Việt Nam. Thì hiện tại thì bạn đó bây giờ là có gia đình bên nước ngoài luôn rồi. Nên tôi vẫn độc thân tới giờ. Thì tôi xin giúp chương trình có thể giới thiệu cho tôi một bạn gái để tôi quan tâm, chăm sóc, chia sẻ trong cuộc đời còn lại. Về vấn đề tiêu chí thì tôi không quan trọng là người như thế nào, nhưng mà tôi thích là người sinh năm 84, một người hay là sinh năm 86. Tại vì về sau này tôi có coi ở trên Google thì tôi hỏi là như là chồng sinh năm 76, vợ tôi sinh năm 90 gì đó, thì là cái tuổi với cái
của bạn tôi ấy, tuổi vợ với tuổi tôi là không có hợp nhau, phải chia tay. Nếu như không chia tay thì có thể một trong hai người bị mất mạng. Tôi thấy điều này nó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên là tôi thấy trong cái vấn đề này thì tôi thấy cái tuổi 84 là hợp. Còn nếu như mà nhỏ tuổi hơn nữa thì cũng không sao. Nhưng mà nếu mà chương trình coi giúp là nếu mà nó hợp tuổi là tôi vô cùng cảm ơn rất nhiều. Còn cái vấn đề mà về nơi chốn thì nói chung là không quan trọng. Nơi chốn ở bạn nữ ở đâu cũng không quan trọng. Quan trọng là nếu mà được ở Sài Gòn thì càng tốt. Tại vì tôi cũng ở Sài Gòn, ở Gò Vấp. Nên là cái việc qua lại thì nó gần gũi và nó chăm sóc nó dễ hơn là ở xa. Bé trai ở với mẹ và bên mẹ cũng có gia đình rồi. Bên vợ cũ có gia đình luôn rồi và nói chung là không muốn tôi qua lại nữa. Không muốn tôi gặp mặt và qua lại. Dạ được, không sao. Nếu mà bạn nữ phù hợp mà có bạn nào có gia đình rồi hoặc là ly dị hoặc là có một hai con thì cũng đều được. Tôi không quan trọng về vấn đề đó. Đã lâu rồi thì không, tôi không có được nói chuyện với con. Bên kia họ không có cho tiếp xúc, không có cho qua lại. Nói chung là họ về sải khái là bây giờ là họ có tiền rồi, họ mua bán nhà đất này kia rồi, họ có tiền, họ có nhà rồi, họ không cần gì tới mình hết. Họ không cần sự qua lại với mình luôn. Dạ được. Dạ. Dạ. Vâng. Dạ, cái đó thì hát được. Hát được nhưng mà vâng. Thì có thể là cho chơi góp ý giúp là cái mình nên hát bài nào để nó thích hợp mà vừa ý thì để dạ. Tại vì chọn bài nào cho nó hợp với cái khung cảnh đó thì nó mới hay chứ còn sợ nó không có hợp. Quên, cái vấn đề nhà bên Gò Vấp là nhà của mẹ thì tôi, nhà tôi thì nói chung là cũng neo đơn, có hai mẹ con thôi, đó. Cho nên mà nếu như mà lập gia đình thì, ấy mà bạn gái mà đồng ý về thì có thể ở chung với mẹ, thì có hai mẹ con à. Thì hiện tại thì tôi đang làm ở dưới nhà bè nên phải ở trọ, thuê trọ ở dưới nhà bè. Rồi khoảng cỡ một ngày hai ngày thì về chơi với mẹ và tôi làm theo thay ca xoay á, nay ca sáng mai ca chiều tiếp theo là ca đêm. Thì những ca nào mà ca đêm thì tôi sẽ ở lại nhà bè tôi ngủ lại, còn những cái ngày mà ca sáng hay ca chiều là về chơi với mẹ được. Dạ được. Thì dao động trong vòng khoảng cỡ 8 triệu hơn. 8 triệu cho tới 9 triệu không muốn được hơn nhiều. Thế còn khoảng đó thôi.
Nhưng mà nếu như mà có gia đình rồi thì mình sẽ không, mình sẽ về, mình sẽ làm cái kinh tế khác, không đi làm công nhân nữa. Nói chung là mình về mình làm, mình mở cái tiệm gì, mình lấy mặt bằng lại mình làm. Hiện tại mặt bằng ở nhà cũng cho mướn, người ta làm cái này làm cái kia. Dạ. Vâng. Dạ, cảm ơn chương trình rất là nhiều, cảm ơn em.